Con xin chia sẻ một chút kiến thức của con về tiểu đường. Con có duyên đi học một cái khóa học của thầy Bivarot. Thầy Bivarot trong cái lớp đó là rất là nhiều người bệnh nhân về tiểu đường. Và có những người tiểu đường lên đến hình như 450 thì con không có hiểu vì con không có bị gì đó, con không biết. Thì trong cái lớp đó có cả anh Quách Tuấn Khanh luôn lúc đó. Thì cái phương pháp mà thầy dạy con thấy rất là khoa học. Bác có thể mua một quyển sách là 72 giờ chia tay tiểu đường. Chút nữa con nhắn tin cho 72 giờ chia tay tiểu đường. Thì trong cái cuốn đó nó nói nguyên lý để giảm cái hàm lượng đường trong máu. Thì chúng ta phải ăn những cái thực phẩm và những nguyên liệu sống. Con gọi là sống, thế nào là sống? Ví dụ như ngày đó buổi sáng tụi con phải nhai là 300 gram rau diếp cá sống. Rau thơm á bác, rau diếp cá. Tụi con sẽ ăn một cái bữa ăn toàn là rau thôi. Ví dụ như rau muống, rau dền, củ cà rốt sống, củ cải sống. Rồi tụi con ăn đồ cuốn, thay vì chúng ta cuốn chấm nước mắm hay chấm gì thì tụi con chấm bằng nước ép rau củ quả. Hay nói đúng hơn là con ăn những cái nguyên liệu sống. Con lấy ví dụ, nếu như mà cà rốt bắt ăn sống nhai nhuyễn thì nó gọi là thực phẩm sống. Nhưng nếu như mà bác hấp lên thì nó gọi là thực phẩm đang hấp, làm cái sự sống nó đã giảm dần rồi. Và nếu như bác chiên xào thì là cái sự sống nó lại cũng giảm dần đi nữa. Vậy thì một cái người bị tiểu đường là một cái người suốt một cái thời gian chúng ta ăn không có thuận tự nhiên. Và chúng ta có thể hoặc là ăn thịt cá nhiều nè, hoặc là ăn tinh bột nhiều nè, thì cái cơ thể của mình nó không có Được rồi. thuận tự nhiên, do đó nó mới sinh ra là như thế. Ba nữa, một trong những để hết bệnh tiểu đường con thấy là tập luyện thể thao thường xuyên thì tự động các oxy trong máu á, nó được nuôi dưỡng thì nó cũng làm cho cái cơ chế mình được quân bình. Ngày xưa con gặp rất là nhiều bác là coi như là vì làm trong cái cơ quan nhà nước thỉnh thoảng là phải đi nhậu nè, đi ăn nè, thì cái hàm lượng mà axit ở trong máu á, nó sẽ tăng nhiều hơn, do đó nó cũng là nguyên nhân gây ra tiểu đường nữa bình thường. Thì con đang đang muốn nói cái nguyên lý đó cho bác để bác hiểu. Vậy khi chúng ta tập luyện thì cũng là đưa khí vào để nó tăng cái bề mặt xúc tác của nguyên thực phẩm mình vào, với lại cơ thể mình nó cũng tạo ra huyết tươi nữa. Hoặc là tinh thần bác, một trong những cái cơ thể cơ chế mà làm cho chúng ta khỏe là tinh thần mình phải khỏe mạnh. Nếu như tinh thần bác khỏe mạnh thì bác cũng sản sinh ra một cái oxy sống trong cơ thể của các bác. Vậy thì khi mà bác lo thì tự động oxy ở trong người bác nó giảm mà CO2 trong người bác tăng lên. Vậy mà CO2 trong người bác tăng lên thì lại tăng nguy cơ của tiểu đường. Hay nói đúng hơn, nguyên lý đơn giản, tinh thần mình khỏe mạnh bao nhiêu thì mình càng chế tác ra oxy tự nhiên trong người mình bấy nhiêu. Con đang muốn chứng minh cho mọi người rằng chỉ cần tinh thần chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có thể sản sinh ra một cái từ trường oxy tự nhiên, và từ trường oxy đó là oxy giúp cho tất cả thức ăn trong cơ thể của chúng ta được tiêu hóa, giúp cho các tế bào ung thư trong chúng ta được chuyển hóa, giúp cho những cái sự chết trong chúng ta được hồi sinh, giúp cho cái từ trường năng lượng chúng ta đang lạnh lẽo cô đơn trở nên ấm cúng. Bác hiểu ý con không ạ? Con hy vọng là từ giờ cho đến chiều sư cô chánh kiến sẽ chia sẻ thêm. Còn đây là một vài cái sự hiểu của con chia sẻ để bác hai bác hiểu hơn. Dạ, Chị cảm ơn hai cảm ơn bác. Dạ. Rồi, con cảm ơn hai bác.